Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí vui Tết đón xuân, đêm giao thừa ở thành phố Hưng Yên, nhiều người dân đã tập trung tại quảng trường Nguyễn Văn Linh để chào đón thời khắc giao thừa và xem màn bắn pháo hoa đặc sắc trên bầu trời phố Hiến. Mặc dù thời tiết giao thừa năm nay ở thành phố Hưng Yên có mưa nhẹ, nhưng mới 22 giờ 30 phút, người dân trong và ngoài tỉnh đã tấp nập đổ về quảng trường Nguyễn Văn Linh để chứng kiến thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Trong dòng người hướng về thời khắc ấy, có nhiều người con của Hưng Yên về quê đón Tết đã cảm nhận được sự đổi thay của quê hương. Xa quê hơn 20 năm rồi nhưng lần đầu tiên được xuống thành phố để dự thì thấy thực sự là thay đổi quá nhiều, không thể tưởng tượng được. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Càng về khuya thì cảm giác rét lạnh do gió mùa đông bắc tràn về càng trở nên rõ rệt hơn. Tuy nhiên thì không hề ảnh hưởng tới không khí náo nhiệt và nhộn nhịp ở nơi đây. Ai ai cũng đang háo hức được hòa mình vào những màn bắn pháo hoa rực rỡ, chào đón thời khắc đất trời chuyển sang xuân. Với một mong ước, một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và mong cho Hưng Yên ngày càng phát triển hơn nữa. Chu đồng hồ điểm 0 giờ, 180 dàn pháo hoa rực sáng trên quảng trường Nguyễn Văn Linh. Cùng chung niềm vui xuân mới với các tầng lớp nhân dân có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Hưng Yên. Trong thời khắc giao mùa thiêng liêng, tất cả đều quên đi những lo toan của cuộc sống, hy vọng về một năm mới tốt lành. Không khí, không gian những lúc giao thừa khoảnh khắc này thì thấy là mọi người đón chào năm mới rất là vui vẻ, hy vọng cuộc sống sẽ an bình hơn và tương lai nó sẽ còn nhiều cái tốt đẹp hơn nữa. Bắt đầu một năm mới sẽ đầy hy vọng và bắt đầu cả một thập kỷ mới nữa. Và trong năm mới 2020 này thì em mong ước là sẽ học tập giỏi hơn, giúp cha mẹ được nhiều hơn để góp phần xây dựng được quê hương đất nước của em ngày càng giàu đẹp và phát triển ạ. Kết thúc màn pháo hoa, nhiều người cùng nhau đi lễ cầu bình an cho gia đình và quê hương đất nước.